Hayley xin chào cả nhà thân yêu. Cả nhà thân yêu ơi, hôm nay Hayley giới thiệu với cả nhà thân yêu một cái món cực kỳ lạ luôn cả nhà ơi. Cả nhà có biết hoa lily không cả nhà? Hoa lily á. Thì đó, thì hôm nay Hayley tìm được cái củ hoa lily cả nhà, một cái món cực kỳ lạ. Nó tóm lại là không biết cả nhà có thử chưa. Đây là nó đây nè cả nhà ơi, củ của hoa lily, củ của hoa lily nó như vậy nè cả nhà. Đó, quay gần nó như vậy nè. Nó có từng cánh giống như là hoa sen vậy đó. Bên đây là nấu canh, thử trải nghiệm nấu canh. Và bên đây là hấp. Đó. Thơm lắm nha cả nhà. Nhưng mà đối với Hailey nó là món mới lạ đó, mà hôm nay Hailey sẽ thử với cả nhà nha. Cái món của nó là Hailey mua được 4 củ, Hailey kêu mẹ hấp 2 củ và 2 củ nấu súp đó. Và hôm nay có ăn kèm theo cái món này, chồng Hailey mới đi mua cho Hailey. Cái món này là Hailey đã không ăn lâu lắm rồi mà bây giờ Hailey mới nhớ lại. Nó là cái kiểu mà salad bằng trái cây, cái nhà salad bằng trái cây á, nhưng mà nó làm cái loại cream trong đây rất là béo luôn á cả nhà. Hồi xưa lúc mà Hailey không có bệnh á, Hailey cực kỳ ghiền ăn nó luôn á. Với lại lúc đó họ làm rất là nhiều trái cây, rồi sau này một thời gian sau này là giống như có nhiều trái cherry nữa, nhưng mà thời gian sau này cái họ hạch tiện hay sao họ để tàn là trái khóm rất là nhiều, thơm cái nhà, thơm rất là nhiều luôn, 60% mới chổng là thơm không rồi đó, hay là 70% á. Nên Hailey chán cái gì không ăn nữa. Mà bây giờ từ rồi cái sau khi Hailey bệnh, cái Hailey cũng thèm nữa, cái chồng Hailey mua cho Hailey ăn á. Nhưng mà cả nhà biết là cái bệnh của Hailey mà ăn rất là kén món, ăn chịch cái là bị Tào Tháo gượt tới sáng luôn á, cho nên không ăn nữa. Rồi cái dạo gần đây sau 6 năm mấy bị bạo bệnh. Rồi cái bây giờ dạo gần đây, mới dạo gần đây thôi nha cả nhà, mới dạo gần đây thôi là Hailey đã tập ăn phô mai lại á, là Hailey không có bị gì hết, là Hailey được rồi. Cho nên Hailey mới nói chồng Hailey, ok bây giờ mua cái này cho em ăn thử coi em có bị gì không nha, chứ thật sự rất là thèm luôn á nha. Nhưng mà vẫn còn gọi là sữa thì chưa uống được nè, sữa chưa uống được cả nhà ơi. Nhưng mà whipped cream thấy Ly ăn không sao, với phô mai thì không sao. Mừng quá, hai cái món béo đó ăn được mừng quá. Chứ lúc trước ăn dính là chạy, dính là chạy. Ok, bây giờ Hailey sẽ mời cả nhà ăn cái món này trước nha. Cái này là củ của hoa lily nha cả nhà. Củ của hoa lily. Đó. Đó, thì nó rất là thơm luôn cả nhà. Cực kỳ thơm luôn. Nó có cái cành nữa. Nó cành cành giống như là cái cành cành giống như là cái hoa hoa sen vậy cả nhà. Nó mình tháo nó ra giống như là hoa sen vậy nè cả nhà, thấy không? Đó. Bành bành nó ra giống như hoa sen vậy. Thấy liền bóp cái nó bể trơn cả nhà ơi. Đó, rớt luôn rồi. Thật sự ra cầm thì rất là dơ. Tại cái tay thấy liền không có control được á. Giống như là không có cảm giác. Cho nên nó cầm sức mạnh quá, bóp nó bể chân. Nè cả nhà, nó có cái giống như là mình tháo ra nó từng miếng từng miếng, từng lớp từng lớp. Đó, mình tháo ra từng lớp như nè. Đó. Giống như là củ hành tây của mình gì đó. Đó, nó cái này chính xác là giống như củ hành tây đi ha. Cái bông nó thì giống như là cái củ thì giống như hoa sen. Nhưng mà mình tháo nó ra từng lớp thì giống như là khoai tây. Nâu củ hành tây đúng mà. Cả nhà ơi. Để hãy lấy giấy chùi. Ăn nó bùi lắm cả nhà ơi, nó ngon. Nó cảm giác giống là khoai của mình nha, củ khoai của mình nha, nhưng mà nó bùi lắm, nó bùi hơn. Rồi nó nhiều bột lắm cả nhà, nhiều bột lắm. Chứ nó không có giống như cái kiểu mà nhõng nhẽo nha. Không kiểu nhõng nhẽo nha. Mời cả nhà nha, mời cả nhà nha, ăn hả họng cái ăn trước rồi mới mời sao. Xin lỗi cả nhà ha, mời cả nhà. Nó bùi, rất là nhiều bột, nó không có giống như khoai tây của mình mà nấu lên
mà nó thành nhõng nhẽo giống như cái kiểu mà dẻo, gọi là dẻo ha. Cái này nó dẻo nhưng mà nó lại là bột dẻo, nghĩa nhờ ăn bột dẻo nha, bùi thơm hơi nhờ thơm á. Ngon. Ăn đã rồi cả nhà ơi, ngon khoai, khoai lang nhiều, ngon khoai lang nhiều. Nó có vị ngọt nhẹ, cả nhà, có vị ngọt rất nhẹ. Cả nhà thấy bột chưa? Nó thấy bột phải không? Bỏ gặm. Cái này để mình chấm thêm cái gì nữa ta? Thêm sữa sữa đặc không? Hay là bơ? Thôi ăn không đi cho nó ngon. Cái vị ngọt, ngọt thơm. Mẹ hãy liền nói là ở trong nó nhiều cát lắm nha cả nhà rửa phải cẩn thận. Đúng rồi, ở trong có nhiều cái đen đen cát á, rửa phải cho kỹ. Bây giờ mình ăn qua canh ha. Canh này cả nhà, nó nở ra từng cành luôn á. Ngon ngắt ngay, mẹ hãy liền nói á, nó ngọt rồi mẹ hãy liền không có để đường nữa cả nhà. Nó quá ngọt á, không có cần để đường nữa. Nó thành từng cánh như là hành tây vậy á. Món này mới lạ ngon cả nhà. Ai có ăn cái củ này rồi á, bình luận cho thấy liền nha. Hay là lúc nào cũng thích khám phá những cái độc lạ mới nha. Ngon hơn khoai tây rất là nhiều luôn cả nhà. Tại khoai tây nó cũng có bột nhưng mà nó nhão. Ngon quá. Con có thấy lì bé lắc xì ở nhà nó bệnh nó là tối hồi nguyên đêm tới sáng không ngủ, ói nữa nhà, ói hồi nãy con ói nữa. Tội nghiệp cái nhà đang nằm dưới đây nè, mà dạo gần đây nha cả nhà, phản bội bà ngoại, ngủ bên đây không, cả nhà không có chịu ngủ bên ngoài nữa, tự nhiên đổi đổi trứng nhất định. Cả nhà biết hồi xưa cái phòng của Thái Lì á, không bao giờ bước qua, phải có cái chuyện gì đó nó mới bước qua chút xíu và nó cũng ra, nó nhất định là không bao giờ. Còn bây giờ hả, là ở bên đây không, ngủ bên đây luôn, ở bên đây luôn. Nó nội về về phòng bà ngoại thay quần áo, tại vì quần áo của nó để bên phòng kia, cũng không muốn qua bển luôn cả nhà, không biết tại sao. Ngoại hỏi bộ hết thương bà ngoại hả? Nó không, con thương ngoại lắm, nhưng mà con muốn ngủ bên đây.
Mẹ Hailey chứ giờ dạo này thấy cũng tội nghiệp bả, giống như bả buồn với cô đơn á. Tại ba Hailey mất á, thấy cuộc sống với cô đơn cái nha. Đúng mà ba Hailey còn sống á, là giống như là chim có đâu vậy đó, đi đâu cũng vậy, vợ chồng không à, đi làm cũng cặp vợ chồng đi chung, đi đâu cũng đi chung chứ, 24 trên 24 ở chung, không bao giờ lời rời xa mà. Rồi mẹ Hailey là không biết lái xe, không biết tiếng Anh, cho nên đi đâu cũng có ba Hailey, đi làm cũng có ba Hailey đi chung. Nó tóm lại là hai chồng đi đâu cũng đi chung, cho nên ba Hailey mất đó là sự hụt hẫng rất là lớn của bà. Cho nên lúc mà sanh con của Hailey ra, Hailey để cho con Hailey ở chung với mẹ Hailey cho bà đừng có buồn á. Hailey một phần cũng hy sinh về cái đó. Rồi sau này Hailey bị bệnh, rồi giờ cái nó đổi trứng ở bên đây không. Mẹ Hailey cũng buồn, nhưng mà Hailey nó làm thôi mẹ, giống như 6 năm mấy nó ở với mẹ rồi, bây giờ nó ngủ với con cũng 5 2 năm nữa ngắn gọn rồi, vì nó lớn mà nó, con nít bên đây ngủ ở nhà nó lớn mà, nó muốn phòng riêng của nó chứ nó không muốn ở chung với mình đâu. Cho nên Hailey nói là thôi vậy thôi mẹ cũng đừng buồn. Ừ, nó cũng nó như ở trong này anh chàng của tỏi. Ừ, thấy liền ăn nhiều thôi, thấy liền chiều chiều gia đình, thấy liền ăn ăn cho biết ngon lắm. Mày thấy liền uống miếng nước chà bí đao, chà bí đao. Con thấy liền, con cái có thấy liền bé lắc xì nó cũng kiện này cơ nha, uống cái này không, không uống gì khác, uống cái này thôi. Rồi mời cả nhà ăn cái món này chung với Hailey nha. Thôi lấy không được. Trời nó thơm cả nhà ơi, cái món trái cây này nó thơm lắm lắm luôn á. Mời cả nhà nha. Rất là thơm luôn. Mời cả nhà. Ở trong mới nhìn nhìn nè. Ừ, ở trong mới nhìn nhìn cả nhà. Hay là trước mắt là hay là thấy có quýt đó. Đó. Người Mỹ họ cũng ăn quýt nha cả nhà. Ừ, cái kem họ rán nó rất là ngon. Mong ăn không bị gì. Rất là nhiều trái thơm. Và nó có vừa sợ, cảm giác là có nhiều vừa vừa sợ á. Hồi lúc trước có lại có nhiều trái cherry cả nhà, nhưng mà giờ không thấy nữa, không ngon. Hồi xưa có nhiều trái cherry. Hả? No. Rất là nhiều trái thơm cả nhà.
thơm như quýt ha. Ngon cả nhà. Ăn này ăn ngắn ngày luôn cả nhà ơi. Lúc nào cũng cảm ơn cả nhà. Lúc nào cũng ủng hộ, cầu nguyện cho sức khỏe Hải Ly. Hải Ly cảm thấy giờ sức khỏe Hải Ly thì nó có tiến triển. Nhưng mà Hải Ly chỉ cầu nguyện cho Hải Ly lành bệnh thôi cả nhà. Rất là quan trọng lành bệnh để Hải Ly có thể làm những cái thứ mà mình muốn làm cả nhà. Mình không có nhờ vả ai nữa hết. Thấy chứ, bệnh mà nhờ vả người khác cực khổ lắm cả nhà. Cực khổ với mình mà cực khổ với cái người giúp mình đó. Là Hải Ly mà có sức khỏe, Hải Ly có thể đem những con chó của Hải Ly về nuôi nữa. Hải Ly không có cho nó cho người ta nuôi tội nghiệp nó. Thấy như người ta chăm sóc, người ta thương cỡ nào mà chăm sóc đông bằng mình đâu cả nhà. Suy nghĩ tới tụi nó buồn nhớ cả nhà. Tụi nó giống như con của Hải Ly, từ trong ruột mà đẻ ra, trong bụng đẻ ra. Thấy chứ, nhớ tụi nó mỗi ngày biết làm sao vậy cả nhà. Phải bấm bụng. Mình ngặt thì cũng ác. Cái bà chủ nhà cũ Hải Ly, bà thương tụi nó. Bà không cho Hải Ly lấy luôn. Lúc nào cũng đòi lại giống như là chó của bà vậy. Lúc nào cũng phải đổi. Một là bà lấy thi quỳ, rồi sau đó đổi lại đưa Diêu Kỳ với Pinky cho bả, rồi bà trả thi quỳ lại. Rồi Hải Ly mà lấy Diêu Kỳ với Pinky á, thì Hải Ly phải đưa thi quỳ lại cho bả. Mà đâu phải là bà không có chó đâu. Bà lấy hết con Nina của Hải Ly rồi. Đó, Hải Ly hồi xưa cho Nina, cho bà nuôi rồi. Tại lúc đó là Hải Ly là còn ở chung nhà với bả nữa, cho nên cho Nina với bả cũng như là cũng là bình chuyện bình thường ha. Tại vì cũng vẫn ở chung nhà chứ đâu phải là ở riêng đâu. Rồi sau này dọn đi, đi về đây là tại ba mẹ Hải Ly mua nhà, cho nên mới xa Nina thôi. Chứ xưa mang tiếng cho Nina cho bả, nhưng mà nó vẫn ở chung nhà với mình mà. Chỉ có khác biệt là trên bầu dưới lầu thôi à. Vậy mà mấy con chó khác của Hải Ly cũng đòi lấy luôn. Ngon. Ngon cái nhà. Ăn cái này á, ngắt ngay. Ăn hoài hoài. Cái cookie cream á, nhìn như tưởng ngán nhưng mà thật sự không có ngán nổi. Ngon lắm. Làm món này ngon. Người dừa của mình á, giống trong đây mấy cái sợi dừa sợi đó nha, giống như dừa sợi vậy. Ăn bắt lắm. Cái này còn lấy gì ta? Cái tên nó khó đọc lắm nha. Ambrosia salad, đúng rồi, ambrosia salad. Cái tiếng của nó giống như là người Nga của mình á, người Russian á. Món này chắc con món của người Nga quá. Cái tên giống Nga. Chắc thấy là ngưng ăn đây quá. Ăn hoài được hoài. Video dài luôn. Ngắn lại hấp miếng súp. Ngon quá.
cái lúc mà nó tan ra xung quanh cái súp á, nó hòa quyện vô giống như là cái trái bí mà ăn bí á cả nhà, trái bí á, cứ nướng người cha vậy á. Cảm ơn cả nhà luôn là cũng theo dõi video của Hải Lì nha, mong cả nhà đừng quên nhà chán Hải Lì nha, và luôn ủng hộ Hải Lì, cho bình luận, cho cách like, cho trái tim gì đó, cho tinh thần của Hải Lì nó tiếp tục được làm những cái video được tương tác với cả nhà. Và rất mong một ngày nào đó Hải Lì có thể đứng lên được cái đôi chân của mình. Vẫn còn ôm hy vọng chút xíu thôi cái nhà, chứ cũng không có ôm hy vọng nhiều nữa cái nhà. Thật sự ra 6 năm mấy rồi qua, thời gian quá dài, quá lâu rồi. Cơ hội đứng lên nữa cũng không biết có được hay không nữa. Tại chân của Hải Lì bây giờ nó không còn mở sồi gì nữa, nó teo hết trơn luôn. Những cái ngón chân của Hải Lì nó bị cong là luôn cái nhà. Ngón tay Hải Lì á, hồi lúc trước cong luôn cái nhà. Người ta lấy cái nẹp, người ta nẹp vào từng ngón vậy nè. Cho nên giờ nó đỡ chứ khi nó cong vòng nữa nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye. Love you all. Bye bye.